Hiện tại thì chúng Phá TV đang có mặt tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh để được một ngày. Mọi người cùng theo chân của chúng Phá TV nè. Ok, đi cậu. Lấy bắt con ghe cho to. Con cua đây em nhé. Con cua biển đấy nhé. Cua biển có. Cua biển thì cháu ngon luôn. À không phải cua đông, không phải cua gạch nhắm, cua thịt, cua đeo, cua biển. Hiểm lắm. Vật chịp lần 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 lần. Con là chúng mấy tiếng? Em như nghe đấy cả. Trăm rưỡi đó, đặng lên đặt hết nhưng mà đợi khi bảng gần như. Ta phải con này. Không, con này nhiều khi chỉ là mua về chứ không. Cái cân luôn. Ừ, đúng rồi, mua về anh cũng có nên đâu chảo gì con. Cô biển. Con à có cân hai con gà nó mấy tiếng nó được. Gà chắc không? Cái ta ở cua nó xuống được cái nó xuống nó tí nó nếu mà bắt thì ba này sắn ăn chơi cần phải chặt luôn đến đây xuống bắt lấy không để cái gì về gần đấy đó. Hả? Bảy lan à? Tôi chờ lan. Coi làm con mực kìa đắng. Bảy lan lúc này chứ trừ cái rả này đã chứ. Cái này mình cần cái đường này nhé. Cái đường này là hẳn của hẳn đấy. Ừ. Cần cái này những cái sư rả. Thường họ ra đây còn ăn sống nhiều đúng không?
gọi mực này thì ăn cái gia vị ăn kèm hẳn là có những cái gì đấy? Xoài rồi léo gì đấy. À, xoài rồi léo. Tài là mực hấp đã ra đấy nha. Tôi cắt cái con mua hơn, cắt hai con. Đây, bây giờ phải tiến chấm. Rồi, em chỉ thường miếng đầu tiên để tôi cảm nhận đến mực của vùng áng như thế nào. Chụt rôn nhá. Ngọt đúng không? Rôn ngọt.
Giờ nhân vật chính mới ra đây này. Để giới thiệu với mọi người. Đây là mực tươi sống nhá. Đang nhảy tạch tạch. Mở ra đi, mở ra đi. Khoan khoan khoan, ăn cái đầu trước. Rồi, đầu tiên bỏ quá một chanh, cuộn được một chanh ấy. Có 16 này. Nên mình sẽ thử nhá. Xoài. Lá tố tố nhá. Mọi người thưởng thức nha. Gọi vị như thế nào? Ba. Từ đâu? Đây. Ăn đan, ăn đan, nấm mơ. Điền đan. Điền bột bạc khoảng không? Ủ đau. Anh ơi, có các gia vị kèm theo trên lớn chưa, không thể mùi tanh của mực đấy, giòn mực rất ngọt. Sau khi mới thưởng thức cái món mực tươi sống thì lại không thích ăn cái mực đã hấp nữa, bởi vì nó rất khác. Ăn xì thì ăn cái mực tươi, quay xem trên TV.
Hả? Không hề tanh. Chất giòn. Ngọt. Đúng không? Con mực nó ngọt đúng không? Rồi giờ là mình sẽ thử ăn mực không quẩn với các cái gia vị ăn kem đấy nhá. Xem cái mực nó tươi ngon như thế nào. Rồi, mời mọi người nha. Mực không cắn. Vì mực nó rất là ngọt. Nó ngọt so với cái mực mà đã hấp thì tuyệt vời. Rất tuyệt vời.